Cô xin chào các bạn nhỏ. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đọc bài thơ Hạt giống. Hạt giống. Ai cũng nhiều hạt giống, tốt xấu ở trong mình, hủy diệt hay tái sinh là do con chăm sóc. Chân thành là hạt thóc nảy từ mầm yêu thương, phản bội là con đường nảy từ lòng sân hận. Nên nếu thật cẩn thận, nuôi dưỡng đúng hạt mầm, chăm sóc và tận tâm, con sẽ nhiều quả ngọt. Hoa nở và chim hót, từ đất con nhiệm màu. Nếu mình biết cùng nhau vun trồng trong chánh niệm. Các em hãy nghe lại bài thơ rồi học thuộc bài thơ đó và đọc lại cho cả nhà cùng nghe. Các em có đồng ý với cô không? Cô tin rằng các em sẽ thuộc bài thơ và đọc rất tốt bài thơ này. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở bài thơ tiếp theo.